BTV mà mình chia sẻ bạn cái câu chuyện, cái trò chuyện về kinh doanh đó mà. Nhiều người cứ hay rên rỉ than thở với mình là cái việc kinh doanh nó khó lắm, nhưng mà thực sự thì kinh doanh ngày hôm nay nó dễ lắm. Mình bà kể cho bạn một cái câu chuyện. Có một bạn tên là bạn Phượng, bạn làm văn phòng, thì văn phòng mức lương thu nhập của bạn khoảng chục triệu ở Sài Gòn này. Mức lương chục triệu thì nói chung là khó sống, có con rồi nữa. Thì bạn được bạn bè nói rằng là đi học kinh doanh đi, nhưng mà bạn không biết là kinh doanh cái gì. Và có một cơ duyên thì bạn đến cái chương trình của mình, nên mình thì mình hay chia sẻ các bạn ra làm kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp đó mà. Và thế là như thế nào ạ? Sau khi học ra thì trong chương trình mình có nói là chúng ta có những cái plan để chúng ta có những cái kế hoạch để chúng ta ra khởi nghiệp tùy theo vị trí mình đang đứng. Thì bạn có thấy rằng bạn rất khớp với một cái plan thứ ba của mình, cái kế hoạch thứ ba của mình là mà trong lớp mình hay chia sẻ, là nếu mà bạn đang làm văn phòng mà bạn muốn ra kinh doanh riêng sau này, thì bây giờ bạn phải đi hai chân. Chân thứ nhất là gì? Là vẫn đảm bảo một ngày 8 đến 10 tiếng tại công ty, để bạn đảm bảo có cái tiền thu nhập sống qua ngày. Và bạn dùng 4 tiếng buổi tối để các bạn tạo cái sự nghiệp ra kinh doanh. Cái đó là nó thuộc plan thứ ba của mình. Tùy theo mỗi người mà chúng ta có một cái hướng đi cho nó phù hợp. Thì bạn Phượng, sau khi bạn học thì bạn mới phải đúng rồi, cái thời gian buổi tối là cái thời gian mà rảnh rỗi của mình. Nên là bạn dành thời gian buổi tối bạn đi theo cái plan thứ ba của mình, để bắt đầu cái sự nghiệp kinh doanh của bạn. Bằng cách là dĩ nhiên trong thời gian mà chuẩn bị vào kinh doanh thì bạn tiết kiệm chi phí, bạn đi học những cái khóa bán hàng để hiểu về bán hàng như thế nào. Bạn là nhân viên văn phòng hành chánh mà, bạn cũng chưa có tiếp cận về bán hàng, học về marketing và thương hiệu để biết cái cách làm nó như thế nào, và học về online để biết cái cách online. Và chừng cuối cùng bạn mới chọn là buổi tối mình xây dựng cái sự nghiệp kinh doanh của mình, thì bạn bán những cái mặt hàng gọi là những cái mặt hàng mà rất là dễ bán, đó là phục vụ cho cái miệng, các bạn bè đồ ăn, thì bạn tìm một hồi thì mới ra được cái sản phẩm, đó là sản phẩm gì ạ? Dâu tằm và kem chuối. Và bắt đầu bạn lên cửa hàng, bạn xây dựng cái website, bạn chứng minh ra được là cái nguyên liệu của bạn là làm nguồn gốc rất là rõ ràng, sạch tươi. Bạn bán trùm luộc riêng nữa, cái trái trùm ruột á, rồi ngâm me. Bạn chứng minh toàn bộ cái quy trình này lên trên website theo cái cách mà mình đã hướng dẫn trong lớp. Sau đó ok chưa, bạn cũng xây dựng được cái Facebook, cái trang Facebook cá nhân, nó rất là hiệu quả bởi vì bạn hiểu về cái nguyên lý marketing. Bạn cũng làm được một cái fanpage Facebook, và bạn làm cái Zalo. Thì rất là vui là sau khi bạn làm một thời gian như vậy á, thì bắt đầu có khách hàng nó về. Cứ ban ngày đi làm, buổi tối bạn đi giao hàng. Trước tiên là rồi xong cái đồng nghiệp thấy bạn làm tốt thì các đồng nghiệp cũng mua ủng hộ. Rồi bạn đồng nghiệp người này giới thiệu cho người kia. Thì cái tháng đầu tiên mà bạn tổng kết lại cái việc mà bạn làm tay trái gì đó thì nó giúp cho bạn thu nhập khoảng 6 đến 7 triệu. Ồ, bạn rất là bất ngờ. Cái đi làm lương văn phòng một ngày 8 tiếng thì thu nhập khoảng 10 triệu. Mà làm bao nhiêu năm nay rồi mới lên được 10 triệu. Tuy nhiên cái công việc làm thêm buổi tối và cũng mới bắt đầu một thời gian thôi, chỉ có làm theo đúng bài thôi, nó giúp cho bạn thu nhập một tháng 6-7 triệu rồi. Bạn rất là ngạc nhiên, bạn thấy cái điều này nó rất là tuyệt vời. Và thế là bạn lại tìm thêm một số cái đặc sản khác, như đặc sản ở trên Đà Lạt xuống. Bạn cũng có thể nhập, rồi bạn nhập thêm nữa, bạn nhập thêm đường gì ở ngoài Quảng Ngãi đó, đường phèn ở ngoài Quảng Ngãi. Bạn lấy thêm tỏi và hành tím ở ngoài Lý Sơn, các bạn chưa. Và bạn bán thêm cái gì mực rêm ở Bình Định, mọi thứ từ bước. Cái trang web bạn nó phong phú ra, cái Facebook của bạn nó rất là tuyệt vời ra từ bước vậy.
Thì bất ngờ rằng là tới tháng thứ hai á thì cái thu nhập của bạn á nó đã lên là gần 10 triệu đó. Và tới lúc đó bạn mà hỏi mình, nó kêu em chỉ làm thêm buổi tối có 4 tiếng thôi và cuối tuần thôi mà cái thu nhập em nó lại đạt được những cái đó rồi. Thì mình đã nói là đó, em thấy cái quyết định kinh doanh của em thôi. Và cho tới bây giờ cái câu chuyện mình kể đây thì bạn như thế nào ạ? Bạn đã quyết định là bạn nghỉ luôn rồi, và bây giờ thu nhập của bạn một tháng hiện tại trung bình nó khoảng là 20 triệu. Cái bạn hình dung ra cái công việc của mà làm chưa? Thì khi mà bạn nghỉ hẳn luôn đó, bạn về bạn làm cái công việc này thì bạn đang cố bạn chăm sóc khách hàng kỹ hơn, bạn có thời gian tập trung nhiều hơn để marketing, bạn có thời gian nhiều hơn để bạn làm sản phẩm của mình nó tốt, nó chất lượng hơn, và bạn có cái nghệ thuật bán hàng làm sao cho cái đơn hàng nó cao hơn, nó lúc giúp cho doanh số bạn nó tăng lên nhiều hơn. Và bây giờ bạn chia sẻ với mình rằng bạn 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 kêu không ngờ cái sự việc kinh doanh em trăn trở bao nhiêu năm, từ cái thời sinh viên không ra làm được, rồi cả gần chục năm làm văn phòng vẫn không thoát được đó. Nhưng mà bây giờ cứ đi theo từng bước theo cái hướng dẫn vậy, thì bạn nói rằng là không ngờ rằng là cái việc kinh doanh nó rất là nhẹ nhẹ nhàng nói vậy. Bây giờ thì bạn kết hợp giữa hai cái kinh doanh, vừa kinh doanh online ứng dụng tốt, dĩ nhiên bạn làm cả một chiến lược online, tại giờ ra trở thành một cái công ty rồi, rồi bạn vừa kết hợp offline, nghĩa là thông qua những cái nơi này nơi kia để mà có được cái luồng khách hàng nó nhiều hơn. Và cái điều này nó giúp cho chị là bạn này có được thêm thời gian và chủ động thời gian chăm sóc con, lo cho gia đình, cái thu nhập nó tốt hơn. Thì bạn dự kiến sắp tới bạn bán thêm cái bánh tráng Trảng Bàng, bánh tráng trộn Long An, và thêm một số mặt hàng nữa. Và bạn sẽ thành lập một cái công ty chuyên bán những cái đồ ăn vặt, cái sản phẩm đó bạn thực sự là những cái sản phẩm về ăn vặt ăn chơi. Và bạn nói không ngờ là hơn ba mươi mấy tuổi đời rồi mình mới thực hiện cái sự nghiệp kinh doanh của mình, bây giờ mới thu nhập thấp thôi, lúc đầu là định làm nghề tay trái thôi, bạn hình dung chưa? Thì không ngờ rằng là bây giờ đã là nó thành cái nghề chính chính thức rồi. Và bạn nói rằng là cái việc kinh doanh á, nó bạn không ngờ rằng là khi mà bạn học hành kia, bạn nỗ lực rất là nhiều, rồi tốn rất nhiều thời gian, có bằng cấp đàng hoàng, nhưng mà ra cái mức tăng thu nhập nó thấp lắm. Mà bạn không ngờ rằng bạn bạn không ngờ rằng kinh doanh hồi giờ mình suy nghĩ theo một cái khác, nhưng mà không ngờ là cái mức thu nhập nó tăng nhanh nó như vậy. Và bạn bạn biết phải chứ, là bạn biết những năm qua cái cách kinh doanh nó đơn giản này, thì bạn ra bạn làm rồi, bạn ước gì 5 năm trước bạn ra làm thì bây giờ bạn đã có cái công ty và cái mức thu nhập nó tốt rồi. Thực sự là bây giờ bạn cũng vẫn đang ở nhà thuê thôi. Nhưng mà bạn nói là bây giờ em đã thấy được cái hướng này, cái hướng làm sao để mà vợ chồng em để mà có cái hướng để mua nhà rồi, bởi vì em đã thu nhập được 20 triệu thì em sẽ tìm cách nó lên 40 triệu, tìm cách lên 60 triệu, và bắt đầu là cái cơ hội mua nhà trả góp là nó đã xuất hiện rồi. Và các bạn thấy điều này nó tuyệt vời mà, nó rất là tuyệt vời. Mình khẳng định cho các bạn á, khi chúng ta làm một việc gì nó khi chúng ta chưa biết thì nó rất là khó. Bạn lái xe, khi bạn chưa biết lái xe nó khó, mà nó khó kinh khủng, nó khó lắm, làm sao mà lên bạn lái được. Tuy nhiên khi mà các bạn biết rồi, có người hướng dẫn đâu từng bước, thì tự nhiên bạn làm ra cái bước 1, bước 2, bước 3 bạn làm nó dễ thôi. Cái gì sai thì chúng ta điều chỉnh thôi. Vậy thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, bạn đã xem theo dõi video này, và mình muốn kể cái câu chuyện này. Thế giới ngày hôm nay nó rất là khác xưa. Chúng ta bắt đầu online để cho nó đỡ rủi ro, sau đó mọi thứ tạo ra dòng tiền, thì chúng ta bắt đầu xây dựng công ty theo mô thức offline. Điều này nó rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái câu chuyện này. Bạn nhớ bấm vào nút đăng ký của đoạn video của mình nhé. Bởi vì mình chia sẻ tới 1.000 đoạn lận, cái này nó mới khoảng tới đoạn 60, 160 đoạn thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.